Thưa khán giả, sáng nay, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương liên quan đã đến khảo sát các mỏ cát trên địa bàn tỉnh phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Theo đó, đoàn đã đến khảo sát mỏ cát ký hiệu MS-11 trên sông Hậu, thuộc khu vực thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Mỏ cát đã giao cho công ty cổ phần Hải Đăng để khai thác phục vụ dự án cao tốc thành phần 4. Theo báo cáo, mỏ cát có diện tích khoảng 73,6 ha với trữ lượng khoảng 1,9 triệu mét khối. Thời gian hoạt động khai thác là 2 năm. Tại buổi khảo sát, đơn vị khai thác đã báo cáo quá trình thăm dò khai thác, tác động môi trường và các biện pháp quản lý giám sát môi trường. Đồng thời, đơn vị khai thác cam kết về việc thực hiện khai thác đảm bảo độ sâu cho phép theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và quy hoạch của tỉnh. Ở đây nó có một cái thuận lợi của mỏ S11 là thứ nhất là nó không ảnh hưởng tới vấn đề tác động môi trường. Một bên là cách đường bờ là 800 m, một bên là cách đường bờ là 400 m. Và cái thứ hai nữa là do cái đặc thù nó có cái khó khăn của cái vấn đề khai thác, do ở đây là mình khai thác là vấn đề hút, cho nên cái chiều sâu khai thác nó khác với lại những cái mỏ cát lộ thiên. Thì tới thời điểm này thì đầu cũng đã báo cáo với lại ủy ban tỉnh, ban với sở tài nguyên, thì với cái độ sâu từ 20 cho tới 30 m thì cái lượng cát sẽ đáp ứng đủ cho khối thầu. Qua khảo sát thực tế tại khu vực khai thác mỏ cát MS11, đoàn công tác của tỉnh ghi nhận lượng cát thu về khá nhiều. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu đề nghị đơn vị khai thác phải đảm bảo độ sâu được phép khai thác theo quy định. Khi tiến hành khai thác, phải đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền qua lại trên sông. Việc khai thác mỏ cát này chỉ để phục vụ cho dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Trong quá trình khai thác, nếu có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hướng tháo gỡ kịp thời. Đồng thời cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm trữ lượng phục vụ công trình trong thời gian tới. Mọi việc là đã cơ bản, còn bây giờ tới cái khâu tổ chức thực hiện giữa chủ đầu tư, nhà thầu với sở tài nguyên thôi. Mấy anh phải phối hợp, có gì khó khăn nữa thì xin ý kiến ủy ban. Chứ còn bây giờ chủ trương tỉnh ủy có, nghị quyết hội đồng dân có, thì bây giờ đòi hỏi cái gì nữa, đúng không? Bây giờ cái khâu tổ chức thực hiện, bây giờ xem lại vướng cái gì, cái nào làm song song. Đó, cái nào làm trước, cái nào làm sau, cái nào làm song song để đảm bảo. Còn bây giờ không thể mà chậm trễ được cái tiến độ, bây giờ thì đến thời điểm này đã chậm rồi, thì bây giờ mình phải cố gắng đẩy nhanh này để bù lại cái tiến độ mà chậm trong thời gian qua. Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát mỏ cát ký hiệu MS-03 trên sông Hậu thuộc xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách. Mỏ cát đã giao cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP để khai thác phục vụ dự án thành phần 4 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo báo cáo, trong quá trình khai thác, đơn vị đã thực hiện đúng thủ tục các khâu quản lý, giám sát môi trường, có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và cam kết thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định. Qua kiểm tra thực tế của lãnh đạo tỉnh và đơn vị khai thác đã ghi nhận lượng cát cơ bản đáp ứng đủ trữ lượng như đánh giá. Qua đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị đã được giao mỏ cát cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để tiến hành khai thác đúng theo quy định. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án 2, tổng nhu cầu cát đắp nền của dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành phần 4 đoạn qua tỉnh Sóc Trăng là khoảng 6,6 triệu mét khối. Lượng cát này phải huy động từ nay đến tháng 6 năm 2025. Thế nhưng hiện nay, nguồn cát sử dụng cho san lấp vẫn rất khan hiếm, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng dự án. Được biết, dự án cao tốc thành phần 4 đã khởi công từ ngày 17 tháng 6 năm 2023. Theo tiến độ được duyệt, dự án phải hoàn thành công tác đắp cát nền đường trước tháng 6 năm 2025 để kịp hoàn thành công trình trong năm 2026.